Xin chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Trung Thực Auto Vua Gầm Cao. Trong clip giới thiệu nhanh ngày hôm nay thì em xin đi sơ qua một chút về em Fortuner này. Rất là đặc biệt, Fortuner biển 4 số, sản xuất năm 2009 anh chị nhá. Biển 5 số thì nó quá là nhàm rồi, biển 4 số bây giờ mới gọi là hiếm. Vâng, em này là động cơ 2.5 số sàn và máy dầu anh chị nhá. Đó, động cơ 2.5 máy dầu số sàn. Biển thành phố luôn ạ, biển thành phố Hà Nội. Ok. Đó, mời anh chị, đây là bóng halogen này. Mà lưới tản nhiệt này. Vì là phong cũ cho nên là lưới tản nhiệt vẫn còn rất là bé. Cái này là được chủ cũ, bác chủ cũ đổ thêm nha anh chị nhá. Nó gọi là cái mũi thở. Mũi thở. Còn cái bên này thì nó đang bị hấp hơi một chút, tuy nhiên thì bên em sẽ cho xử lý luôn ạ. Cái này nó không ảnh hưởng gì đâu anh chị ạ. Ok. Đó. Đèn sương mù ở phía dưới này. Đây. Anh chị, mời anh chị xem qua cái phần lốp cũng như là mâm xe. Lốp Brightstone của Nhật. Đó, của Nhật thì phải gọi lốp vẫn còn rất là bền. Lốp của Nhật thì phải gọi là bền rồi anh chị ạ. Khả năng bám đường vẫn ok, khả năng bám đường ok đó. Cái hoa lốp vẫn còn rất là dày anh chị nhá. Đó, và em này là đời 2019. Lốp đời 2019 ạ. Tức là đã có đi thay lốp rồi đấy. Đời 2019, ok. Mâm xe 17 inch, ok. Và đèn xe thì đã có tích hợp đèn xi nhan rồi ạ. À, gương chiếu hậu đã có tích hợp đèn xi nhan, ok. Giờ thì em xin mời anh chị cùng đi qua cái phần đuôi xe nhé. Ok, chúng ta sẽ lướt qua một chút phần đuôi xe ạ. Đó, biển 4 số anh chị nhé, biển 4 số. Đây là có cả camera lùi này, camera lùi. Và có cảm biến lùi nữa ạ. Ok, bây giờ em cho anh chị ghé qua bên trong khoang hành lý nhé. Khoang hành lý, đó. Đời 2019 cho nên mọi thứ vẫn trông vẫn rất là thô sơ. Xe này thì đi anh chị chạy dịch vụ là quá ok luôn ạ. Ok. Bốn lốp đều là của thương hiệu Brightstone anh chị nhé. Bốn lốp đều là của Brightstone luôn ạ. Ok, xin mời anh chị vào khoang nội thất. Chúng ta sẽ quan sát bên trong khoang nội thất. Ok, mời anh chị cùng tham quan bên trong khoang nội thất. Vì là đời 2009 cho nên là vô lăng thì nó chưa được tích hợp các nút điều khiển ở đây anh chị nhé. Nó vẫn là vô lăng dạng kiểu nguyên thủy. Đây, vẫn còn phanh tay này. Vẫn còn phanh tay kéo bằng cơm. Phanh tay chạy bằng cơm ạ. Tuy nhiên thì đã có một cái điểm rất là ok, rất là hiện đại, đó là màn hình Android anh chị nhá. Màn hình Android. Vâng. Đời 2009 cho nên là mọi thứ nó vẫn còn rất là kiểu thô sơ ấy. Các nút chức năng cũng như các tính năng thì nó không có nhiều ở đây. Ok, vừa rồi chúng ta đã đi lướt qua một vòng của em Fortuner này. Thì bên em đang chào giá cho em Fortuner này là hơn 400 triệu một chút. Thì về cái mức giá này thì rất là thích hợp cho anh chị sử dụng để chạy dịch vụ anh chị nhá. Ok. Hoặc là thích hợp cho những bác nào mà muốn cái mức tài chính mà mình không có nhiều ấy, mình không đủ thì mình có thể mua về để mình chạy gia đình cũng được. Mình chạy gia đình ở quê cũng được. Ok. Số sàn thì rất là thích hợp với những tay lái kỳ cựu đấy ạ. Kết thúc video thì em xin chúc các bạn sức khỏe và mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau tại 495 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ạ.